Một mẫu bay nhà chính tha hơn 11 bay cúp mùa giải tháng 6 cho các sếp nào. Uy tín luôn nhá. Khét đấy, nhưng ở đây có xoáy bạn ơi. Nhi. Có xoáy uy tín. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến ngay mẫu bay của bạn Liveret. Một mẫu bay bài cúp huyền thoại cực kỳ tốt luôn các sếp này. Và lịch sử phòng thủ thì anh em cũng đã thấy đây rồi. Thì chắc chắn vẫn như mọi khi, đường link của mẫu bay mình luôn chia sẻ cho anh em một phần mô tả video. Các bạn thoải mái chỉ việc bấm copy về sử dụng. Tất cả các nội dung ở trên kênh Akari Gaming đều miễn phí các bạn nhé. Lưu ý khi tải, tất cả miễn phí, không ai bắt các bạn có phí gì hết. Anh em chỉ việc bấm copy về xài thôi. Và anh em mà thấy vui vẻ, mẫu bay hữu ích, tất cả các nội dung chất lượng thì anh em nhớ nhập cái mã Akari trước khi các bạn mua các gói ở trong cửa hàng này các bạn này. Đó, anh em nhập cái mã Akari ấy trước khi mua nha. Gem, vé vàng hay những gói ưu đãi ở trong đấy đều ok hết. Và đặc biệt là bây giờ có nhiều bạn mà không mua được, cần tư vấn, liên hệ ngay fanpage của mình. Mình sẽ tư vấn cho anh em mua các gói nha, đầy đủ ok các sếp. Và bây giờ đến với các trận chủ nhà nào. Đây là một trận đánh Gogibo đến từ bên kia Transformer. Người chơi than 11 Marking Queen quần giáo luôn. Và nhà bên bạn bên đây cũng thế, tường là trắng hết rồi. Rồi nha. Thì anh em có thể thấy là để cái cụm phía trong trung tâm là đại bàng hội thành queen luôn. Trận này thì đang nâng kinh chút xíu. Và bạn ấy sẽ đi queen một góc 9 giờ và đưa toàn bộ anh em chạy thẳng về phía để ăn đại bàng. Thì tâm này bạn ấy có hai bình nhảy với combo. Và mẫu bay town 11 này thì nó chống được những anh em từ nhà chính than 11 trở lên đánh ngang phèo hoặc là cao hơn không nát là nó đã rồi các bạn nha. Ui, bốc xoáy ngay. Biết là bạn hay tấn công ở đây cái gì. Ok, có xoáy liền, có xoáy liền. Và hai cái Inferno ở hai bên đang ra sức nỗ lực đốt. Rồi, em Queen ra dụ thì Inferno nó đốt cái đội quân của các bạn ấy. Rồi, thêm cái cuồng nộ và bạn ấy vẫn còn một bình nhảy. Nhưng phải nói là việc bố trí hai cái Inferno này rất hay. Em nhiều tia ở đây này, bao vòng ngoài. Em Queen bị đốt toàn bộ. Đấy, bắt buộc phải đóng băng nhá. Cái Inferno một tia ở bên kia thì thôi không tính rồi. Nó hẹo nhưng mà nó khiến cho đội quân bên kia là toang hết. Đây, đi Queen mà không ăn được cái Inferno này, nó bán kính là nó quét sạch. Và chỉ chạy lông rông ở khu phía ngoài. Rồi thắm thêm một bình nhảy nữa thì em Queen cũng đâu có lia được đâu. Đứt rồi, hết giờ rồi. Ok, quay vào ô toàn nha. Đấy là một trận đánh bằng Giáp Dragon đến từ người chơi than 11 luôn. Ôi trời. Đâu rồi, vừa mới bắt được cái Air Defense, bắt được thanh niên kinh, mất một chút xíu máu rồi. Rồi bên đây nữa sẽ ra sao đây bạn ơi. Bình tĩnh quẩy nào. Để xem nhá. Ôi trời. Chat cũng đã đấy. Như vậy là bạn ấy ăn được hai cái Air Defense rồi các bạn. Còn là hai cái. À, lần này bạn tấn công từ hướng bên đây thì nó sẽ bị đại bàng kích hoạt và bắn chùa rồi. Nhưng mà nó né được cái xoáy. Tầm này quản giáo chuẩn bị nào. Ai xài, đi đánh bay quản giáo đi bộ của ông ta. À đấy, anh em nào mà chưa xem cái video mình đập full gem để lấy quản giáo mùa hè nó trải nghiệm thì nhớ theo dõi ở trên kênh nha. Úi dồi. Ô rồi, quản giáo lạc lối rồi. Tấn công theo kiểu đường ngang này các bạn có thể thấy là bị hai cái thổi gió cũng như là Inferno nó đốt ác. Bảy quân đi vào giữa là bị đốt ác luôn. Nướng sạch trơn rồng. Tiếp cận được khu vực nhà chính một chút xíu thôi nhưng mà cũng hẹo. Rồi xong. Tất cả chạy vòng ra phía ngoài. Hãy để ý cái Inferno các bạn này, đốt khét lắm. Queen đã tím và kinh cũng vậy luôn. Những em rồng vào đây được cũng nằm xuống. Đấy. Chủ nhà như thế này thôi thì anh em nhanh lên huyền thoại lắm. Ok các sếp nhá, một sao mà. Tiếp tục mời các sếp một trận đánh bằng rồng điện nữa. À, bạn đi bên đây à. Ok bạn luôn. Xem pha này bạn đi như thế nào đây. À, sẽ đầu tư một bình cuồng nộ để cho rồng nó cắt. Bởi vì cái góc này là trụ wizard đang nâng.
đá tím nhá, để xem nào. Tiếp tục kinh luôn. Cái mặt về phía đại bàng có rất nhiều bạn muốn vào đây. Cái mặt hướng về đại bàng. Rồi, dòng điện tiếp tục nữa mà không hề vội vàng. Bạn cắt rất kiểu là từ tốn luôn. Nên Inferno nhiều tia bên kia vẫn đang thủ tốt. Việc bố trí ba cái viên tường ở đây để cho nó bị khoảng cách, khi giật vào không bị giật cũng hay phết. Rồi, tiếp tục là một góc ở bên đây nữa. Để xem nào. Ơi, Queen luôn. Xem bạn ấy múa nào. Á chà. Đi bên kia. Tiếp tục dọn tiếp nữa. Ấy trời. Bạn cất dành khí cầu chiến để cắm thẳng vào khúc cuối đấy mà. Mình nghĩ là như vậy. Quản giáo sẽ đi vào. Ai trời trời trời. Khét đấy, khét đấy. Nhưng ở đây có xoáy bạn ơi. Nhí. Có xoáy uy tín. Có xoáy rất chất lượng. Tôi biết hết các bạn sẽ vào đây mà. Mặt ngài làm sao mà lụng vào nhà chính chưa. Nhưng mà đây có đồng điện vào tham gia thì nó đi một đường quyền giật là nó ăn được. Bởi vì đang có cuồng nộ mà. Rồi quản giáo. Ơi ơi ơi. Ôi giời ơi, cái set đập xuống chứ không. Đây là trận đấu một sao rồi. Ây, mẫu bay thủ một sao easy nhà các xem nhà. Tiếp tục này. Đây tiếp tục là một trận đánh bằng Giant Wish nữa. Gogi Wii đây. Nháy. Anh em nháy đây. Ui dồi. Combo này cũng khe phết đấy. Bạn sử dụng combo đi càn để farm. Chơi nhảy chứ bạn ấy không đánh bằng phá tường. Giant đang tím rồi nhưng mà phải đầu tư bổ sung quản giáo vào gồng ngay lập tức. Cái kiểu ring bay này rất khó chịu nhá. Cắt không cẩn thận là các bạn có thể thấy là nó đi lòng vòng. Và ở đây là cái kiểu bay mà bạn ấy đã mắc tường này. Rồi là bạn ấy đã ngăn lại luôn. Mắc kẹt, đội quân bị mắc kẹt, bắt buộc phải phá tường để đi ra. Trong thời gian phá tường thì rõ ràng là Inferno đang đốt sạch cái đám quân này luôn. Rồi bạn ấy sẽ tím thôi. Rồi với cái đà này thì vào đây thêm cả bom nữa thì tím rồi. Xui trời ơi, Inferno quá khỏe. May mà có quản giáo ở thời điểm này thôi chứ không là tím. Rồi, sang bên đấy thì sang bên đây nha. Em Queen này, chuẩn bị lọt vào cái tầm ngắm của Inferno một tia thì bạn ơi. Queen tím luôn. Có khi chưa cần đến Inferno can thiệp. Bởi vì đại bàng với cả những công trình phòng thủ khác nó sẽ bốc đi luôn. Chịu làm sao được. 3 hit chứ phải ít đâu. Nằm. Ok. Lại thêm một trận thủ một sao nữa cho các sếp nha. Qua đã chứ còn gì nữa. Để xem trận rồng điện này bạn ấy đánh như thế nào nha anh em. Như vậy là đầu tư ủi Queen với cả King vào ăn trước này này. Này là cũng cứng mắc ở nhà chính Town 11 đấy. Và đây thời điểm này là các một số công trình phòng thủ của bạn ấy đang nâng. Đấy các bạn có thể thấy là trụ Misa đang nâng hai cái này. À, bạn này cũng chọn phương án là bắn tỉa. À, lính thủy đánh bộ rồi. Úi dồi. Cặp được đấy. Hay đây là cũng là chiến thuật mà đã được nhiều thanh niên áp dụng cho kiểu đánh du kích. Và cũng hiệu quả phết khi mà anh em để ý là rồng điện đang bốc được rất nhiều công trình rồi. Rồi vẫn là cái hướng tấn công từ mặt dưới này đi lên. Gồng quản giáo rất đúng thời điểm. Khi mà đại bàng bắn vô ba này. Rồi ba phát này cũng như là Inferno nó vào đây. Ơi xời. Dòng điện bắt quả hay thật. Bay luôn nhà chính. Mà tầm này là bạn ấy vẫn đang còn nhiều công trình về Bell nhá. Thần chú nhá. Cái thả đá nó ôm xô ở cái Inferno một tia. Đấy là rất quan trọng. Dứt được điểm bên đấy là cũng mừng. Rồi Inferno nhiều tia. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc khiến cho các game thủ đánh vào là tạch lô. Và rõ ràng thì anh em có thể thấy là những công trình phòng thủ khác thì nằm. Nhưng Inferno thì chưa. Đến giờ phút này thì vẫn chưa. May vào đây là hai em này xong kiếm hợp bích vào nó giật thì nó may ra nó mới tím thôi. Ê giời ơi. Ê giời ơi. Đỏ đấy. Thanh niên này hệ chơi không máu thì vẫn đỏ đấy. Nhưng mà không ăn được. Rồi hết giờ. Sao mà win được. Nó vẫn không lia được các sếp nha.
Ok chưa? Nếu thấy hay nhớ cho mình cái lượt nhập mã Akari cũng như là đăng ký kênh trước khi các bạn mua cái gói này anh em nhá. Múc vé vàng hay xem ưu đãi gì đều ok hết. Mà các bạn không múc được cứ nhắn tin cho mình ở fanpage Akari Gaming của mình với hơn 122.000 người theo dõi rồi. Mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đường link thì tất cả đều miễn phí, anh em chỉ việc copy về xài thôi nhá. Bye bye anh em.